Trên mạng thấy nhiều người tranh luận, bàn luận rồi chửi bới loạn xì bà ngầu lên về chữ. Thì mình mới xem thấy mấy người mê 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 quay cái clip lên là học những cái ô vuông rồi những cái cháu bé nó học thuộc rồi này kia các thứ chửi loạn xì ngầu lên. Rất thương thầy giáo già. Thì mọi người thấy làm sao? Ở Việt Nam thấy tình hình như thế nào? Các bạn có kiểm tra lại con cái mình học như thế nào không? Mà Lisa thấy nói là đã học bao nhiêu năm rồi? À, 10 năm rồi đúng không? Mà đến bây giờ mới loạn xì ngầu lên thì mình cũng không hiểu. Tại vì trước đây mình làm ánh sáng sân khấu cho Lệ Quyên hát mà. Thì Lisa cũng không hiểu ra cái chữ nghĩa ra làm sao. Thì bây giờ mình mới ngồi mình nghĩ đến một chữ, cái bọn ba que xỏ lá nó hay nói từ Việt Cộng, mà Việt Cộng á là tiếng Anh của nó tiếng Anh á, nó nói về những người giải phóng quân, có nghĩa là Victor, Charlie. Thì nó lấy cái chữ đầu của Victor là chữ V, và cái chữ đầu của cái chữ Charlie là chữ C. Thế xong rồi chúng nó tự dịch ra là Việt Cộng, có nghĩa là những cái người Việt Cộng là những người... Nhưng chính chúng bây giờ chúng nó cũng chưa hiểu Việt Cộng là ai đó, bởi vì ai nó cũng cho là Việt Cộng hết. Mà mình ở bên này, mình sống ở bên này, cái đời mình làm gì còn, sau 7 năm làm gì còn Việt Cộng nữa, tại vì chúng nó đã không còn vùng nữa rồi thì làm sao còn Việt Cộng nữa, làm gì còn giải phóng quân nữa đâu, giải phóng đất nước rồi thì chúng nó cứ nói là Việt Cộng. Thì bây giờ Lisa tự nhiên Lisa nghĩ ra Việt Cộng thì chúng nó cũng là Việt Cộng, tại vì Cộng Hòa thì chúng nó là người Việt Nam, thì chúng nó là Việt Nam Cộng Hòa thì nó cũng là Việt Cộng, thì không biết là nó chửi ai đúng không. Chúng nó suốt ngày nó chửi Việt Cộng nằm vùng rồi này cái kia, nếu mà nói như thế đúng ra chính chúng nó mới là cái bọn nằm vùng của Úc, của Mỹ, của Canada, của này kia các thứ, của cái thế giới này đúng không? Tại vì tự chúng nó dịch ra là Việt Cộng. Chứ chứ nếu mà nói về nên nó nói là cộng cộng sản, tại sao chúng nó lại lại nói cái câu đấy, nó lấy từ đâu ra? Mà cái bọn bọn Mỹ á, là nó chỉ chữ VC, có nghĩa là cái chữ Victor Charlie, là những người giải phóng quân, tiếng Anh của nó là như vậy. Nhưng mà chúng nó tự dịch ra là như thế. Chào em đi Lisa Vũ, chào Cẩm Nguyên, chào tất cả mọi người nhé. Mọi người có cái ý tưởng gì về cái chuyện là học hành không, và những cái phụ huynh có bao giờ kiểm tra con cái mình học không? Nếu mà thực sự mà học mà không có cái tác dụng gì thì tại sao hàng người ta đã dạy 10 năm rồi mà không có ai lên tiếng? Đúng không? Tại sao trước khi mình lên tiếng mình không kiểm tra lại con em mình xem là con em mình học có như thế nào? Mà ở bên bên Úc này đi xà, ngày xưa con đi xà đi học ấy, về nó cũng chỉ ABC rồi này kia các thứ, nó chơi là nhiều thôi chứ nó học lại ít lắm. Nó làm theo Lê Sà nhìn thấy mấy người ấy, quay cái clip lên là ô vuông mấy ô gì rồi chửi người ta là như thế này, làm sao mà hiểu được mà học được. Đâu có phải ngày đầu tiên người ta ra những cái đấy đâu, người ta đã ra từ lâu rồi, tại sao mình trước khi mình chửi mình không kiểm tra xem con em mình học như thế nào. Nói chung là Lê Sà thấy là cái lũ mình bây giờ nó già rồi, nó không như trẻ con bây giờ, cái thời đại bây giờ nó khác cái thời đại của mình. Cho nên trước khi mình chửi người ta thì mình cũng nên tìm hiểu xem con cái mình, cái kết quả mà con cái mình nó học những cái đó nó có thu lượm về cái gì không, đúng không?
Còn á, về cái chuyện mà ngày xưa nên giờ nghe thấy cái ông Bùi Hiền ông lên ông nói ông thay chữ này thay chữ kia, mình cũng nên tiếng mình nói thay chữ thì cái vần đấy nó phải hợp với cái âm đấy, và ông ấy nói là thay để cho nó tiết kiệm được cái này cái kia, nhưng mà ngược lại đâu có tiết kiệm được cái gì đâu. Thì cái đấy là thực tế là mình lên tiếng là đúng, nhưng mà những cái cách học ấy, thì mình chỉ thấy là cái đó là một cái cách dạy để cho trẻ con nó tiếp thu. Mỗi một thời đại, mỗi một lứa tuổi ấy, nó khác nhau, nó không phải lúc nào nó cũng giống như mình để nó tiếp thu được những cái đấy. Trẻ con bây giờ nó khôn hơn mình, cho nên cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức của chúng nó nhanh hơn cái lớp già. Cho nên là mỗi một cái thời buổi đấy, người ta phải làm sao để người ta kết hợp cái sự dạy dỗ cho nó thích hợp với lại cái sự trưởng thành của những cái đứa trẻ thời nay. Chúc Đức Hồ, hello hello Nghị Thanh Nguyễn, hello Đức Hồ, chào Lisa Sa Vũ, chúc em ngày mới, chúc tất cả mọi người cũng thế nhá. Xong rồi nên giờ nghĩ lại, bây giờ lấy chính bản thân mình ra, mình nhiều lúc mình cũng như thế này. Những cái nên giờ hay có một cái tập giấy nhỏ nhỏ này này để ghi những cái gì mình cần á, thì mình nó cái tờ giấy đấy nó màu xanh màu đỏ màu, nó có nhiều màu, thì nhiều khi á nên sao muốn nhớ cái số phone của con cái rồi của bạn bè chẳng hạn vậy, thì nên sao hay ghi vào những cái mỗi một cái số phone á, một cái màu của cái tờ giấy nhỏ nhỏ đó. Thì để mình học, mình tự mình học thì mỗi một lần mình nhớ cái số phone nào ấy, ví dụ như là mình lại nhớ đến cái màu giấy đó, trong cái màu đó mình ghi cái gì ở đó, để cái đó là cái cách của mình để mình học để cho mình nhớ đó. Tại vì mình nhớ là cái màu giấy đấy màu xanh ấy, mình ghi cái số gì trong đấy, từ từ vài lần như thế mình tự hiểu, mình tự nhớ ra cái chữ đó, cái số phone đó. Đó là cái bây giờ nên là ngồi mình nghĩ lại, mình nhớ lại là có những lúc mình làm như vậy để mình nhớ. Chào các bạn. Cho nên là mình thấy là cái người ta cải tiến cái cách cách dạy chứ không phải là người ta thay đổi chữ, đúng không? Người ta không phải thay chữ A thành thành chữ chữ B, hay là chữ B thành chữ C, nó không cái nội dung của cái chữ đấy nó không thay đổi, mà cái cách dạy người ta thay đổi. Tại vì cái tầng lớp thời buổi bây giờ, cái những cái đứa trẻ nó khác những cái đứa trẻ ngày xưa, đúng không? Những cái đứa trẻ ngày xưa nó ngây ngô, nó đâu có biết cái gì đâu, nó lấy chính bản thân của cái tầm tuổi như tụi mình đi. Mình có thấy rằng ngày xưa mình khờ khảo hơn bây giờ không? Cái tuổi trẻ bây giờ nó rất là khôn chứ, nó đâu có như mình ngày xưa đâu. Cho nên chính bây giờ con cái mình, các bạn ở Việt Nam có phải những cái người bố người mẹ cũng phải học từ những cái đứa con về không biết bấm cái phone như thế nào, rồi không biết làm sao lên Facebook rồi này kia các thứ, có phải bê ra đưa cho mấy cái đứa trẻ nó dạy cho không, đúng không? Mình ngu hơn chúng nó nhiều chứ. Về cái đường đời, về cái kinh nghiệm sống thì đương nhiên là mình khôn hơn cái bọn trẻ rồi. Thế nhưng mà có những cái về học thức, cái thời bây giờ bọn trẻ nó khôn hơn và nó nhanh hơn, nó tinh hơn cái tầng lớp già. Cho nên các bạn phụ huynh hay là những cái người gì á, chửi người ta thì cũng chửi vừa vừa thôi, đừng có quá đáng quá. Con mình học theo cách tương tự, từ thế từ khi 3 tuổi đến 4 tuổi cháu đã có thể đi chỉ từng chữ và đọc hết bài ca dao hay câu thơ. Đến 5 tuổi cháu đã tự học được đọc được báo hay chuyện thiếu nhi, mặc dù chưa biết đánh vần. Bây giờ sau 17 năm cháu đã đi học Đại học Quốc gia Hà Nội khoa ngôn ngữ. Đấy, cái mà người ta để cho học thuộc lòng trước,
là Lisa giờ nói ngay như con Lisa giờ thôi. Ngày xưa nó chưa đi học thì ngày nào nó cũng ngồi ở đằng trước cái tivi, nó xem những cái chương trình mình hay mở ra, những cái chương trình trẻ con cho nó chơi, cho nó học, thì cho nó nghe. Thì nó chưa tới trường, mà ở nhà mình đâu nói tiếng Anh đâu, mà nó chưa tới trường á, tiếng Anh nó đã biết hết rồi đó. Tại sao? Tại vì nó học thuộc lòng đó. Thì khi mà nó học thuộc lòng rồi ấy, thì người ta dạy chữ nó rất là nhanh. Đó là cái cách đi học mà những cái người, những cái đứa mà ba que xỏ lá mà hải ngoại mà cứ chửi lung tung ấy, chúng mày thử nghĩ lại xem có phải là con cái chúng mày như vậy không? Chúng nó chưa đến trường chúng nó đã biết được tiếng Anh rồi. Tại sao? Chúng nó ngồi suốt ngày, chúng nó người ta làm những cái chương trình để dạy, chẳng hạn như là nó vui chơi, chẳng hạn như A B C, nó làm những cái trò gì ra để cho nó ghép vào những cái chữ đấy để cho người ta để cho những cái đứa trẻ nó học thuộc lòng đã, nó hiểu được tiếng Anh đã. Nó khi nó hiểu được tiếng Anh rồi thì khi đến trường ấy nó học chữ nó tiếp thu rất là nhanh. Đó. Cho nên là trước khi người ta dạy chữ, người ta dạy nó học thuộc lòng một cái gì đó đi đá, xong bắt đầu nó biết gì rồi, xong đến lúc mình dạy chữ thì bắt đầu nó nhớ được cái mặt chữ thì nó học rất là nhanh. Đó. Nên những cái người sống ở hải ngoại thử suy nghĩ xem có đúng không? Đó. Mà bản thân mình ở đây tiếng Anh mình làm sao mà bằng được những đứa con mình. Cho nên là ở trường nó dạy cái gì thì kệ kệ bà lắm. Nhiều người lo lắng cho tương lai của con thì cho nó đi học. Ở đây người Việt Nam hầu như đại đa số là cho con đi học thêm. Nếu như mà nó dạy dạy hay, cái những cái trường này nó dạy hay, làm sao mình phải cho nó đi học thêm làm gì, đúng không? Hầu như người nào cũng cho đi học thêm. Mình chẳng cho đi học thêm mà kệ, muốn học thành cái gì nó học. Đây là cái đời của nó. Xin chào. Đúng không? Thì mấy cái người mà ở hải ngoại ấy, cứ suốt ngày ngóng về Việt Nam rồi chửi rủa rồi này kia các thứ, bản thân mình đã biết mẹ gì đâu, biết được cái chữ nghĩa gì mẹ gì mà cứ bày đặt chửi. Nó ngay như nên sao lấy ví dụ một cái chữ Việt cộng thôi. Tại sao gọi Việt cộng? Hả? Cộng hòa cũng là cộng đấy thôi. Bây giờ nên nên sao nói nó là Việt Hoa, bọn 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 cộng hòa đó. Được không? Chả hiểu cái mẹ gì, xong mày cứ thấy a dua, thấy người ta chửi rồi bắt đầu cũng trèo lên, cũng bày đặt ra vẻ văn thơ lai láng đụng quần. Chị ơi, khi nào live stream chửi thằng Benny Trương chột giùm em với, sao ngày nào nó cũng sủa bảo dân xuống đường, em bực. Nghe xin nó lên nói chuyện nó không cho, hình như một lần đi sao cũng muốn lên nó block đi sao luôn. Mình nói với các bạn ở Việt Nam như thế này này, chúng nó cứ bịa ra chuyện này chuyện kia ở Việt Nam. Lý do tại sao? Tại vì nó dùng Facebook nó kiếm tiền, à quên, YouTube nó kiếm tiền, thì càng nhiều người vào xem á thì nó mới có tiền. Cho nên nó cứ bịa ra chuyện này chuyện kia để cho cái người ở bên bên Mỹ, bên hải ngoại người ta không biết chuyện gì, người ta cứ vào người ta xem đó để cho nó được tiền đó. Chứ còn các bạn đừng có tin mà chúng nó kẻ tra chúng nó đi, mình càng xem chúng nó nhiều thì nó càng sướng đó. Cho dù mình như thế nào mình chửi nó thì nó lại càng khoái, tại vì nó cần các bạn, cần mọi người vào view và xem cái clip của nó. Còn nhiều đứa nó nhiều nhiều bạn hay Lisa nói đây, thì nhiều bạn hay đưa cái những cái clip của Lisa lên YouTube, thì cái bọn ở hải ngoại nó lại tưởng là Lisa làm YouTube rồi lấy tiền đó, xong nó bảo là Lisa làm YouTube phải lấy tiền, nhưng thực tế là Lisa đâu có đưa lên YouTube đâu. Những cái bạn ở Việt Nam á, những cái bạn nào bạn ấy cảm thấy rằng cái
những cái gì mình nói á nó có lợi hay là nó đúng hay là nó cái gì thì các bạn cứ đưa lên YouTube đâu sao đâu. Tại vì cái đó Lisa giờ cũng muốn rằng nếu như mà những cái người nào mà dùng YouTube để kiếm tiền mà cảm thấy rằng mình nói những cái gì nên được để các bạn cũng có được thêm cái thu nhập thì Lisa cũng thích, cũng cũng muốn làm từ thiện mà. Đúng không? Ngày xưa năm 83 Linh học đánh vần mô hình như thế đó. Vậy đúng rồi. Cái đấy là người ta làm để cho trẻ con nó hay tiếp thu, nó thích chơi mà. Thì người ta làm những cái trò ra để cho nó đỡ buồn ngủ nữa. Nhiều khi mình học trẻ con nó học nó không có cái gì nó hấp dẫn nó cũng chán chứ. Đúng không? Rồi, Lisa nhớ cái đời mẹ của Lisa là đánh vần như thế này. Ví dụ như là đánh vần chữ tham, T, H, ớ, tớ, em, mờ, tham. Đó. Đánh vần như thế. Thế đến khi cải cách là thờ am tham, tại sao không có ai biểu tình nhỉ? Đúng không? Mỗi một cái thời kỳ, mỗi một cái thời nó khác đi, cái sự hiểu biết của người ta càng ngày nó càng 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 đi lên, cho nên là nó phải tìm người ta, những cái người người ta giáo dục ấy, người ta phải tìm hiểu xem những cái gì nó hợp thích hợp với những cái đứa trẻ thời bây giờ, đúng không? Đấy, còn những cái chuyện đổi đổi chữ này kia các thứ thì cái đấy thì người ta phải xem xét và bộ giáo dục người ta phải xem chứ đâu phải là làm một cái người ta đưa vào ngay đâu. Khi nào mà thực sự đưa vào mà mình cảm thấy rằng mình bị lỗ nhiều quá thì lúc đấy lên tiếng cũng đâu sao, đúng không? Mà trong khi những cái người mà chửi bậy ấy, mà nói về chữ nhưng mà lại mang phụ tùng cơ thể ra rồi chửi những người ta thì chính bản thân mình cũng đâu có tử tế gì đâu. Lisa cái gì? Cái gì? Hoàng Nguyễn. Lisa ung thư thời kỳ cuối. Này, Lisa nói cho Hoàng Nguyễn biết này, đừng có nói người khác như vậy. Người ta bảo cười người hôm trước, hôm sau người cười, nói người hôm trước là hôm sau mình bị đấy. Biết chưa, rất là nhiều người á, có những người á nói ra câu chuyện này không biết ai có tin không, thôi nhưng mà không nói nữa, nhưng mà nên xà chỉ nói như thế thôi nhá, đừng có rủa người ta nhá, rồi đến cái lần mình rồi lúc cái ân hận không kịp đâu, ung thư thời kỳ cuối. Không nên được, ác định á mà không biết có lên được không, oanh thở.